vì hữu tình mà hành hạnh Bồ Tát. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói Phật Đà ở khắp nơi. Vậy tên Phật Đà y vào nghĩa nào để nói? Phật dạy, này thiện hiện, vì có thể giác ngộ nghĩa chân thật nên gọi Phật Đà, giác ngộ được pháp chân thật nên gọi Phật Đà. Đối với nghĩa chân thật có thể hiểu thông suốt, có thể hiện đẳng giác nên gọi Phật Đà. Đối với các pháp giác ngộ hoàn toàn thật tánh của nó, tận cùng tánh của nó nên gọi là Phật Đà. Như thật khai ngộ cho tất cả hữu tình xa lìa các điên đảo nên gọi Phật Đà. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói Bồ Đề ở khắp nơi. Vậy tên Bồ Đề này y vào nghĩa nào để nói? Phật dạy, này thiện hiện, Bồ Đề có nghĩa là không, là chân như, là thật tế, là pháp giới, là pháp tánh. Lại nữa, này thiện hiện, giả lập danh tướng, đặt bảy ngôn ngữ để làm cho giác ngộ chân thật đưa đến tối thượng tối diệu nên gọi Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, Bồ Đề là chân thật chẳng hư dối, chẳng biến đổi. Lại nữa, này thiện hiện, Bồ Đề nghĩa là không thể phá hoại, không thể phân biệt. Lại nữa, này thiện hiện, giác ngộ sự thanh tịnh, chân chánh của chư Phật nên gọi Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, do đây chư Phật đối với tất cả pháp, tất cả chủng tướng hiện chánh đẳng giác nên gọi Bồ Đề. Lại nữa, này thiện hiện, dựa vào giả tướng đặt bài lời nói của Thế Tục không thật có nên gọi là Bồ Đề. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, thì tích tụ các căn lành, vị ấy đối với pháp nào làm lợi ích hoặc làm tổn hại, làm tăng hoặc giảm, sanh hoặc diệt, nhiễm hoặc tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên tu sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, khi tích tụ các căn lành, vị ấy đối với tất cả pháp không làm lợi ích hay tổn hại, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này vì Bồ Đề nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp đem vô sở duyên làm phương tiện, nên không làm lợi ích tổn hại, không làm tăng giảm, không làm sanh diệt, không làm nhiễm tịnh mà được hiện tiền. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì Bồ Đề nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp đem vô sở duyên làm phương tiện, chẳng làm lợi ích tổn hại, chẳng tăng giảm, chẳng sanh diệt, chẳng nhiễm tịnh, đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm thế nào để nhiếp lấy các pháp bố thí, thịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, và làm thế nào nhiếp cả trí nhất thiết tướng để vượt qua bậc thanh văn độc giác và bậc phàm phu, thẳng vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành đại Bồ Tát lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí này. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không dựa vào hai, gìn giữ bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến không dựa vào hai, cho nên lần lần sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không dựa vào hai, gìn giữ bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không dựa vào hai, nên lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát làm thế nào từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng luôn luôn tăng trưởng pháp lành thù thắng? Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào hai thực hành thì các pháp lành chẳng được tăng trưởng. Vì sao? Vì cả phàm phu ngu muội đều dựa vào hai, tuy phát sanh pháp lành nhưng không được tăng trưởng. Còn các đại Bồ Tát chẳng dựa vào hai, nên từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng thường tăng trưởng pháp lành thù thắng. Vì vậy, này thiện hiện, căn lành của các đại Bồ Tát vững chắc không thể khuất phục, dù thế gian, trời, người, Atula, v.v. cũng không thể phá hoại, không thể làm rơi vào địa vị thanh văn độc giác, không bị các pháp ác bất thiện của thế gian dẫn dắt, sai khiến. Các pháp lành do hành sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết trí không được tăng trưởng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát không nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không hai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì căn lành nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chăng? Phật dạy, này thiện hiện, không phải vậy. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát chẳng vì căn lành mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, cũng không vì căn chẳng lành mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao?
Vì đúng pháp như vậy, nếu các đại Bồ Tát chưa gần gũi cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn, nếu các căn lành chưa được viên mãn hoàn toàn, nếu không được bạn lành chân thiện hộ trì, thì chắc chắn không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, làm cho căn lành viên mãn hoàn toàn, được nhiều bạn lành chân tịnh hộ trì, mau chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, được nghe Phật thuyết khế kinh cho đến luận nghĩa, nghe rồi thọ trì đọc tụng ôn tập cho được thông suốt hoàn toàn, đã thông suốt hoàn toàn rồi mới tư duy đúng lý, đã tư duy rồi hiểu thấy rõ ý nghĩa sâu xa, thấy rõ ý nghĩa sâu xa rồi mới có thể thông đạt hoàn toàn, thông đạt được Đà La Ni, phát sanh hiểu biết vô ngại cho đến chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Dù sanh ở chỗ nào, đối với giáo nghĩa chánh pháp đã được nghe thọ trì chẳng quên mất, trồng nhiều căn lành với chư Phật, nhờ năng lực giữ vững căn lành nên vị ấy chẳng đọa vào ác thú, dành chỗ an vui, lại nhờ giữ vững căn lành nên an vui thanh tịnh, thường không điên đảo, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lại nhờ giữ vững căn lành nên không xa lìa bạn lành chân tịnh, đó là chư Như Lai, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn cùng những người hay khen ngợi Phật Pháp Tăng.